Chào các bạn, hôm nay Trần Hải giới thiệu với các bạn sản phẩm loại rộng panel 3D SVRO. Xin giới thiệu loại tấm S1. Bây giờ chúng ta đi qua các phần trong video này. Đầu tiên chúng ta xem quy trình thi công sản phẩm loại rộng. Bước đầu tiên là ghép cột pha sàn. Cột pha sàn phẳng tương tự như các loại sàn bê tông khác, tuy nhiên cột pha đáy phẳng hoàn toàn sẽ dễ thi công. Kỹ thuật rất đơn giản: ghép lưới thép lớp dưới, thép thẳng hoàn toàn, thép dầm bò biên. Tiếp theo lắp dựng tấm panel 3D SVRO. Tấm được sản xuất tại nhà máy hoặc lắp dựng tấm tại xưởng tạm thời tại công trường. Chúng ta cùng xem số FPS hình dạng tối ưu của các rãnh để lắp dựng cục kê. Rệt bên dưới để lắp chân đế đỡ cột pha sốt màu đen. Rệt bên trên lắp hai cục kê bằng nhựa hoặc thép, kê thép. Sau đó chúng ta lắp dựng thân tấm panel 3D. Tấm panel 3D có khớp âm dương. Chúng ta nối các tấm panel 3D lại với nhau. Khe hở giữa hai cục sốt tạo thành dòng ô cơ. Lắp dựng tấm panel 3D rất là nhanh, chính xác. Dựng thép gia cương, mũ trụ, cài thép năng lượng. Ghép cột pha thân bên. Đổ bê tông. Đổ bê tông từ dưng. Kết cấu bê tông cột thép rộng cục bộ tạo thành các dầm ô cơ trực giao, dầm biên màu vàng, thép bê tông đặc phần mũ trụ. Các phần mũ trụ đều đặc, dầm bò biên màu vàng, dầm ô cơ màu vàng. Tại mũ trụ được gia cương thép để chống cắt, chống các lực kéo nén. Sau khi bê tông đủ nâng kết, ta tháo cột pha. Ưu điểm của sàn phẳng là có thể xây tường bất cứ vị trí nào trên sàn, dễ dàng bố trí kiến trúc. Sàn phẳng mặt trên và dưới đều phẳng, rất đẹp. Ưu điểm của sàn: giảm được lực cột, đấy màu đỏ. Các cột màu đỏ này chúng ta giảm không gian rất là thông thoáng. Giảm dầm, dầm chìm trong sàn hết. Chiều cao thông thủy rất là rộng, chúng ta có thể tăng được tưng, rất là hữu ích.
tương đương 10 tầng thì chúng ta có thể tăng lên được 1 tầng. Cách nhiệt có số trong sàn nên khả năng cách nhiệt rất là tốt. Cách âm sàn hai lớp có số bên trong thì khả năng cách âm tuyệt vời. Sàn không lồi dầm ra ngoài, sàn phẳng không lồi dầm ra ngoài nên rất có lợi cho việc hoàn thiện sàn, rất đơn giản. Các đường ống điện nước cũng thi công rất đơn giản và đỡ tốn chi phí so với sàn dầm. Sàn dầm phải làm gấp khúc rất là tốt. Về mặt phong thủy, nếu dầm lôi ra ngoài mà trúng các vị trí như bàn ăn, bàn sinh hoạt, giường nằm ngủ thì nó bất lợi trong cái phong thủy. Sàn phẳng được áp dụng rộng rãi trong các cái công trình chung cư, nhà cao tầng, nói chung là trong các xây dựng dân dụng và công nghiệp rất thuận lợi. Bây giờ chúng ta điểm qua ưu điểm của sàn phẳng SVRO. Ưu điểm thứ nhất, tăng số tầng của công trình. Như chúng ta đã biết, sàn phẳng SVRO phẳng hai mặt trên và dưới, có nghĩa là giảm được cái chiều cao công trình. Quân bình nếu như truyền thống 10 tầng thì sàn phẳng SVRO tăng được 1 tầng, có nghĩa là giảm được chiều cao 10%. Khi khoảng cách giữa mặt trên của trần và mặt dưới của trần và mặt trên của sàn thì có nghĩa là giảm chiều cao của từng ngăn. Điều đó sẽ giảm được khối lượng của từng xây. Sàn phẳng giảm được khối lượng hoàn thiện và giảm được khối lượng hoàn thiện của tường. Do trọng lượng của sàn giảm, khối lượng tường giảm, do đó giảm được trọng lượng đứng đè lên trụ và đè lên móng. Chiều cao của công trình giảm, điều đó giảm tải trọng ngang do gió và động đất. Sàn không lồi dầm ra ngoài, điều đó sẽ tăng được diện tích sàn. Khi trọng lượng của tường và sàn giảm, trụ giảm, lúc đó sẽ giảm chi phí đầu tư, giảm chi phí vận hành, có nghĩa là vận chuyển vật liệu lên để xây dựng công trình và vận hành trong quá trình sử dụng công trình, bảo trì công trình. Tóm lại, áp dụng sàn phẳng SVRO cho công trình thì chủ đầu tư sẽ tăng hiệu quả đầu tư công trình. Thưa các bạn, nói đến lợi ích của sàn phẳng SVRO thì chúng ta phải nói đến tăng chiều cao thông thủy. Các bạn nhìn lên hình ảnh, bên này là sàn dầm truyền thống, bên này sàn phẳng loại rộng SVRO, thì chiều cao xây dựng bên sàn dầm cao hơn sàn phẳng loại rộng SVRO, nhưng chiều cao sử dụng là ít hơn. Đây, từ chỗ trần rồi xuống mặt sàn ít hơn, từ trần đến mặt sàn phẳng SVRO. Bên này cái phần trần nó mất đi 80 phân, còn bên này chỉ có bên sàn loại rộng SVRO chỉ mất 53 phân. Bằng trực quan chúng ta cũng đã thấy chiều cao thông thủy
sản phẩm lợi rộng FRO cao hơn sản dầm truyền thống. Thưa các bạn, nói đến sản phẩm FRO, chúng ta phải nhắc đến cái ưu điểm là dễ dàng lắp đặt hệ thống cơ điện. Các bạn nhìn lên màn hình thì ở bên này là sàn truyền thống, bên này sàn phẳng, thì đường ống ở bên dầm truyền thống phải uốn lượn để tránh dòng. Đây, phải uốn lượn rất phức tạp, thi công là vừa tốn đường ống vừa tốn vật liệu. Bên này sàn phẳng thì nó thẳng, bên này nó thẳng, nó giảm được khối lượng phụ kiện và nó giảm tổn thất thủy lực, tổn thất lần, tổn thất nhiệt, và nó giảm được cái nhân công lắp đặt, tiết kiệm được chi phí đầu tư vận hành bảo trì. Đấy, chúng ta nhìn bên sàn truyền thống rất phức tạp, uốn lượn rồi bên này mà bảo hành rắc rối, nói chung là rất rắc rối. Sản phẩm giải quyết được cái nhược điểm vướng dâm của sàn truyền thống. Thưa các bạn, chúng ta đi tiếp ưu điểm của sản phẩm FRO. Ở đây chúng ta nói đến công tác thi công đơn giản, nhanh chóng. Các bạn nhìn trên hình ảnh sàn truyền thống và sàn phẳng lợi rộng FRO, ta thấy sàn truyền thống có dầm lôi xuống, thì cột pha rất là nhiều và ghép gấp khúc phải cắt để thao tổn cột pha. Bên sàn phẳng chỉ ghép phẳng rất đơn giản. Bên phần cột thép thì cột thép đối với sàn thép liên kết ở sàn phẳng lợi rộng thì được sản xuất định hình trước tại nhà máy, tại công trường chỉ đưa ra lắp ráp. Phần cột thép chịu lực chính hoàn toàn là thép thẳng. Như vậy cột thép ở sàn phẳng là cột thép rất là nhỏ, không cần uốn, không có cột đai và không có hao hụt. Thực tế có hao hụt rất ít, khi ra công trường chỉ cắt và có thể tận dụng lại được. Còn bên truyền thống thì phải làm đai dầm các thép cấu tạo, gia công trực tiếp rất là phức tạp. Còn khi đã đổ bê tông xong thì công tác hoàn thiện đối với sàn phẳng rất là đơn giản, phẳng. Còn hoàn thiện tô trát phần dầm lôi xuống hoặc đóng trần rất là phức tạp và tốn kém. Tiếp theo là ưu điểm cách âm, cách nhiệt của sàn phẳng lợi rộng FRO. Trên hình vẽ chúng ta thấy mô hình của sàn truyền thống và sàn phẳng lợi rộng hộp số FRO. Thì đối với khả năng cách nhiệt, bạn xem mô hình của cái trần nhà, ví dụ trần nhà nguồn nhiệt từ ánh nắng mặt trời chiếu lên trần, thì sàn truyền thống thì rất là mỏng và đặc, bởi vậy nhiệt rất dễ dàng truyền qua lớp bê tông mỏng. Đối với sàn lòi rộng
hộp xốp SVRO. Khi nhiệt truyền xuống thì sàn rất là dài, trong đó có loại xốp cách nhiệt sàn với chiều dài 3 lớp cách nhiệt rất hiệu quả. Đối với cách âm, thì âm thanh, tiếng ồn từ tầng dưới rất dễ dàng truyền qua lớp sàn mỏng và lên tầng trên. Còn đối với sàn loại rộng hộp xốp SVRO, sàn hai lớp bê tông và một lớp xốp và chiều dài rất lớn, tăng khả năng truyền âm từ tầng dưới lên tầng trên. Hay nói cách khác, sàn SVRO cách âm cách nhiệt rất là tốt hơn hẳn sàn truyền thống. Thưa các bạn, xét về khía cạnh thẩm mỹ và phong thủy thì chúng ta so sánh giữa sàn dâm truyền thống và sàn phản loại rộng, thì xét về khía cạnh thẩm mỹ thì sàn dâm lôi xuống nó rất xấu so với sàn phản. Và điểm nổi bật hơn của sàn phản là nó rất thuận theo phong thủy. Đối với người Á Đông thì người ta kiêng dâm nằm trên giường ngủ, đè lên giường ngủ, đè lên bàn ăn, bàn sinh hoạt, nói chung chỗ nào có con người hay sinh hoạt thì người ta kiêng. Do đó xét về khía cạnh phong thủy và thẩm mỹ thì sàn phản SVRO là có ưu điểm hơn hẳn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta tìm hiểu về thông số chiều dài của sàn và hộp xốp sàn SVRO. Như ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của hộp xốp thì xốp không cháy, không biến dạng. Và chiều dài của hộp xốp thay đổi theo yêu cầu của chiều dài sàn. Kích thước hiện có là từ 100, có nghĩa là 10 cm, đến 380 là 38 cm chiều cao, tương đương với chiều dài sàn từ 210 đến 520. Nó tương ứng với các nhịp từ 4 đến 5 mét đến 14 đến 15 mét. Chiều dài lớp trung bình của lớp bê tông lớp trên và lớp dưới là từ 60 đến 80 mm, tức là từ 6 cm, 6 phân ấy, đến 8 phân. Khoảng cách các sườn là từ tâm của dầm phù này đến dầm phù khác 500 mm, tức là 50 cm ấy, nửa mét. Chiều dài sườn giữa hai hộp xốp là 9 phân. Tất cả các hộp đều 9 phân. Thể tích hộp có các thông số 0,01120 đến 0,05380 mét khối. Hệ số giảm trọng lượng tính theo phần trăm. Cái hệ số tạo rộng để giảm trọng lượng trong một khối
trong cái kết cấu khối sàn ấy, thì đối với hộp số 10 cm và sàn 210 ấy, thì giảm 21,327%. Còn loại số 38 cm sàn 520 tương ứng với sàn 520 ấy, thì giảm đến 41,352%. Ở đây chúng tôi đề xuất chiều dài sàn từ 210 đến 520. Đấy thì thưa các bạn, theo đề xuất của chúng tôi là các bạn làm sàn phẳng từ trên 6m đến 15m, trên 6m đến 15m, và sàn hiệu quả kinh tế nhất trong phạm vi từ 8m đến 15m. Chúng tôi đã làm đến 18m. Nếu trên 18m thì phải áp dụng kết hợp với giải pháp sàn khác. Chúng tôi đã làm đến 21,5m. Chúng tôi khuyến cáo những sàn vượt trên 18m thì chia nhịp nhỏ ra để có hiệu quả kinh tế hơn. Đối với những sàn vượt nhịp bé, chúng tôi có giải pháp riêng, có thể là sàn ô cơ đúc tại chỗ, sàn bán lắp ghép hoặc sàn phản đặc của thép panel 3D. Trong trường hợp này, các bạn lưu ý liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.